ngày 18 tháng 11, tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Quỹ an sinh xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt Quỹ an sinh xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ ra đời với sứ mệnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai các chương trình an sinh xã hội trên trang web của quỹ, các nền tảng mạng xã hội nhằm kêu gọi sự tham gia đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Việc hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch và cụ thể đối tượng. Đây được xem là một điểm mới, nổi bật và phát huy tính hiệu quả, sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội trong thời gian tới. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng trao sổ tiết kiệm cho 200 em học sinh mồ côi do dịch bệnh COVID-19 hoàn cảnh khó khăn, 10 triệu đồng một sổ, trao 300 phần quà cho đoàn viên, hội viên và hộ dân khó khăn. Chiều ngày 17 tháng 11, người dân phản ánh do ảnh hưởng mưa lớn gây xói lở, cùng với việc san gạt thi công nền đường nham nhở sình lầy, đường vào thôn Con Plinh, xã Hiếu, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum bị tắc nghẽn, khiến mì thu hoạch xong không thể vận chuyển đi bán, phải chất đầy đường. Theo đó, đoạn đường này đang được đầu tư xây dựng thuộc dự án công trình đường từ trung tâm xã Hiếu đi thôn Con Plinh, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Con Plong, gọi tắt là Ban Quản lý Dự án, thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong làm chủ đầu tư, vốn 23 tỷ đồng. Tại hiện trường, nhiều vị trí bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Một số vị trí đang được nhà thầu san gạt thi công nên đường bị sình lầy. Phần cầu tràn cũng bị ngập, phải đi cầu treo, xe ô tô không thể di chuyển. Hai bên đường, mì của người dân thu hoạch xong đã được tập kết, nhưng có nhiều bao đã bị thối rữa. Ông A Hí, trưởng thôn Con Plinh, xã Hiếu cho biết, các bao mì bị chất từng đống là do xe thu mua mì không thể vào thôn. Nguyên nhân là vì mưa làm xói lở, ngập cầu, và nhà thầu thi công đường ở thôn khi triển khai đã làm đường bị lầy. Có khoảng 120 tấn mì thu hoạch xong nhưng chưa chở được, do đó thôn mong muốn khắc phục đường để xe vào chở mì. Theo chính quyền và chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn HB Kon Tum đang thi công đoạn đường bị dân tố làm sình lầy, không thể vận chuyển nông sản trên. Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong cho biết, đã nắm được thông tin dân phản ánh đơn vị thi công làm đường sình lầy và đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án vào cuộc xác minh xử lý. Ông Trương Văn Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết, đã cho cán bộ xuống kiểm tra. Nếu sự việc đúng như người dân phản ánh, thì sẽ đề nghị đơn vị thi công đổ đá học để gia cố, đảm bảo lưu thông hàng hóa. Ngày 18 tháng 11, đông đảo cán bộ, chiến sĩ quân đội đã hành quân về các trường học vùng lũ Thừa Thiên Huế dọn dẹp bùn đất, sắp xếp lại phòng ốc, đồ dùng dạy học để việc dạy và học trở lại sau nhiều ngày nghỉ học tránh lũ. Trường mầm non Thủy Thanh 1, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những ngôi trường ngập sâu trong đợt mưa lũ từ ngày 14 đến 17 tháng 11. Lũ rút, không những các thiết bị dạy học của nhà trường bị hư hỏng, mà còn để lại một lượng bùn đất rất lớn trên sân trường. Hệ thống vui chơi của các cháu tại sân trường cũng bị bùn đất phủ kín. Nhà trường gấp rút huy động nhân lực đến dọn dẹp, song với lượng bùn đất, rác thải quá lớn, do đó phải nhờ đến sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía Trung đoàn 6, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Thủy và lực lượng dân quân địa phương. Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, chính trị viên tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho biết, trong ngày 18 tháng 11, đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ để tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ trên địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Và trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khắc phục giúp đỡ bà con trên địa bàn để bà con sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, tập trung dọn dẹp vệ sinh ở các trường học để học sinh quay trở lại học tập đúng thời gian. Với tinh thần trách nhiệm cao, trong một buổi sáng ngày 18 tháng 11, tiểu đoàn 1 đã dọn sạch vệ sinh tại các trường, gồm trường mầm non Thủy Thanh 1 cơ sở Vân Thê Đập, trường mầm non Thủy Thanh 1 cơ sở 1 và 2, trường mầm non Thủy Thanh 2 cơ sở 1 và trạm y tế xã. Khoảng 2 ngày nay, miền Bắc ở trong hình thái thời tiết chủ đạo là ban ngày nắng hanh. Buổi trưa nền nhiệt lên cao, có thể đạt 29 đến 30 độ C, nhưng về chiều, đêm và sáng sớm trời lạnh đến rất lạnh, tùy theo địa hình. Dự báo kiểu thời tiết này còn kéo dài liên tục nhiều ngày đến giữa tuần sau,
nền nhiệt chênh lệch quá lớn giữa đêm và ngày có thể gây nên hiện tượng sương muối vào ban đêm ở vùng cao. Theo các chuyên gia nông nghiệp, sương muối sẽ làm chậm tốc độ sinh trưởng của cây trồng, gây lụi hoa màu, ảnh hưởng sản xuất của bà con nông dân. Với con người, hiện tượng giá sương, sương muối và thời tiết nóng, lạnh chênh lệch sẽ gây tình trạng khô da, dị ứng, các bệnh liên quan tim mạch, huyết áp. Còn tại miền Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong ngày 18 tháng 11, mực nước triều cường tại Nam Bộ đã lên rất cao. Dữ liệu đo tại trạm Hải văn Vũng Tàu, mức cao nhất là 4,14 m vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 18 tháng 11. Dự báo ngày 19 tháng 11, mực nước cao nhất tại trạm Hải văn Vũng Tàu có thể đạt 4,2 m và gió đông bắc ở ven biển Nam Bộ có thể đạt tới cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, sóng biển ở ven bờ cao 2 đến 3 m. Từ ngày 20 tháng 11, đỉnh triều ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần nhưng vẫn ở mức cao, gió đông bắc ở Nam Bộ vẫn giật tới cấp 8 đến 9. Ngày 18 tháng 11, Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết đang làm việc với N, sinh năm 1979, ngụ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 11, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Ninh Hải tổ chức tuần tra thì phát hiện N đang điều khiển mô tô hướng từ xã Tri Hải về thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, N không có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia, sợ bị phạt nên điều khiển xe bỏ chạy. Khi N điều khiển xe đến thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải thì bị lực lượng công an đuổi kịp. Tuy nhiên, N không chấp hành đo nồng độ cồn mà còn chống đối, đập vỡ máy đo nồng độ cồn và cắn vào đùi trái Thượng úy Nguyễn Ngọc Trọng, cán bộ đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an huyện Ninh Hải, khiến chiến sĩ này bị thương. Sau khi xảy ra sự việc, ngành chức năng đưa N về trụ sở. Tại đây, N tiếp tục tỏ thái độ thách thức, dùng lời lẽ chửi bới lực lượng thi hành nhiệm vụ. Kết quả đo nồng độ cồn là 0,849mg trên 1 lít khí thở. Trưa ngày 18 tháng 11, các lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy xảy ra trong khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 9 giờ 45 phút sáng cùng ngày tại khu vực nhà xưởng của công ty Ngôi Sao Xanh trong khu công nghiệp Nam Cấm. Thời điểm này, mọi người xung quanh phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt, cao hàng trăm mét. Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Nghệ An, lực lượng địa phương đã tập trung, nỗ lực dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên theo ước tính thiệt hại về tài sản khá lớn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.